Rồi cái bộ cân của mình nó bao gồm là cái cân nè cộng với một cái bảng đèn wifi nè. Để mà sử dụng nó thì đơn giản thôi ha. Anh chỉnh cái cân cho thăng bằng, sau đó anh tắt mở bằng cái công tắc phía sau này ha, off và mở nè. Rồi trong quá trình mà khởi động cân á, anh để im cho cái cân nó thăng bằng, không phải chạm tới nó ha. Sau đó sau khi mà cân nó khởi động xong rồi á, là mình coi là cái cân với cái bảng đèn á nó sẽ hiển thị đồng thời với nhau ha. Vậy đó, ok. Đầu tiên mình đẩy cái bụi không lên, mình đẩy lên để mình bình lại cái bụi á, đẩy lên luôn. Rồi đây là cái bộ không nè, thì sau này á, là mình sẽ làm những cái bộ này giống nhau bằng số ký nha. Sau đó mình bấm cái phím tare, anh bấm phím tare trên cái cân giùm em, phím chữ T á, bấm giùm em. Ví dụ cái bộ em là 29,5, anh bấm cái phím tare, ok là nó sẽ bình lại cái bộ rồi ha. Rồi mình kéo cái bộ xuống. Rồi ví dụ như bây giờ mình sẽ bỏ mic lên ha, anh thấy không, nó âm đúng cái trọng lượng bộ nè, bên kia nó âm đúng trọng lượng bộ ha. Rồi mình đẩy bộ mic lên. Đó, thì ví dụ hai trái mic của mình nó 16kg là trọng lượng mic thôi, mình chỉ ghi nhận cái gì thôi. Rồi ok anh ha. Chúng ta đang vừa xem cân điện tử, cân sàn dốc mic mà cân điện tử Gia Phát đã giao cho buổi mic Tiền Giang A ở Tiền Giang. Nếu anh chị xem xong video này mà cảm thấy cái cân này nó hữu ích, nó đúng với mục đích sử dụng của mình, thì anh chị có thể gọi nhanh đến số điện thoại hotline trên màn hình, đó là 0909 899 833. Kênh điện tử Gia Phát cũng sẽ giao cân tận nơi đó anh chị nha. Cảm ơn anh chị rất nhiều.